giờ trong chút hướng vì người đông đau lòng anh ngủ say. Hát tở và lời điệt mẹ, ta có biết hát đâu. Nửa năm mới cắt móng tay bình thường. Nửa năm là chuyện bình thường, có khi cả năm mới cắt lần anh em ạ. Ừ. Bài này nghe hay mà. Mẹ em lại cướp cái đăng, Việt Nam mình chỉ có nhiêu đây thôi hả? Cướp hoài. Cướp hộ các bạn ơi. Mình lại sợ bạn cướp quá cơ. Mình lại sợ bạn cướp quá cơ. Đá hộ cái dính hộ cái. Alo. Alo. Mình nghe nè bạn. Hồi nãy mình kêu ra lên phòng giùm mình mà. Tòa CT3 nhá. Mẹ mày âm binh, mày nghĩ mày dụ tao xuống lấy được à? Không có đâu cu nhé. Ai hi hi. Anh gọi thuốc với lại mấy thứ đồ ăn linh tinh mà. Chàng bèo. Chết mẹ, chạy sai con mẹ chiến thuật rồi, xuống bao nhiêu này. Thằng Henry đâu vậy? À thằng Henry là con cá. Ôi thỏ trên thì mất mẹ rồng. Trời ơi xong rồi, Phoenix chứ không phải là cứt. Để mẹ nó. Cho nó ăn hết đi. Nó có gì đứa ăn được cho nó ăn hết. Rồi em chết. Rồi ok, giờ anh sẽ ủi luôn cái bó cho em vui. Ủi vô cho tao. Đi mẹ đấm vào mồm nó. Rồi không được rồi, bỏ về. Rốt. Tao đi ăn rét đã. Dầm ba cái tầm vĩ mô mà anh em mà, có gì đâu bình thường. Đợi tí nha. Anh không để con thỏ lay đâu. Anh ép chủ em giờ. Tụi nó dưới này hết rồi. Em về rồi sao anh hãy ép chủ đi. Tìm ở đất cánh hết rồi kìa. Mày có điên không? Bây giờ mày đi về rồi kìa. Hồi máu đây. Đép hộ. Đép hộ. Anh đã biết anh đẩy chủ đây. Mình bắt trước loài chuột kêu nha, kêu cùng anh chết 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 chết. Đẹp hộ tao cái. Đó, tao lại quăng cái anh đi ra, tao lại chạy vòng vòng. Trời ơi mẹ mẹ ID thảm nha. Rồi, mình bắt trước sợ cút kêu nha, sợ cút. Ui mẹ mày đông vậy. Đông khét vậy. Cây lao vậy mà. Vậy mà cũng dính mẹ mày vô lý. Vô lý nhưng. Mẹ mày bị điên hả bò. Bò điên. Ôi về. Please back my home ok. Mà lóc tăng yếu quá. Xuống cứu người em ơi. Ôi mẹ ai đây ở đây nữa, sao bé chủ.
How how to be? Mình bắt chước loại chuột kêu nha, kêu cùng anh chít 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 chít. Mình bắt chước loại chuột kêu nha, kêu cùng anh chít 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 chít. Ôi nhịp tim chanh bum bum đập, bơi thầm yêu nụ cười xấu xa. À, rồi rát lấy gì sống đây? Cho hít thôi. Ui mẹ, tim nó kêu kì kìa. Xin con hít nó cũng không cho. Anh xuống boss lấy chỗ boss em. Mình bắt chước loài chuột kêu nha, kêu cùng anh chít 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 chít. Ủa, anh là thần thần bớt trụ em à. Nhạc nhỏ quá anh hả? Nãy giờ anh đâu mở nhà đâu? Anh đang để tiếng Anh mà. Chuột kia chít chít chít. Mẹ cái lao hơi lâu rồi đấy. Mình bắt chước loài chuột kêu nha, kêu cùng anh chít 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 chít. Cộng mày. Phải luôn, đánh nhau với con bò thì tao chịu thôi. Kháng đam kinh công nó mới không, nó gọi là đang kháng đam kinh công. Ui mình bắt chước loài chuột kêu nha, kêu cùng anh chít 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 chít. Mất con kinh công hợp lý. Anh đi khỏe vậy. Thằng ri tôm khỏe vậy. Chuột kêu chít 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 đúng rồi. Đó, đó sỉ nhục em, thật sự là loài chuột kêu chít 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 mà. Em kêu mình bắt chước loài chuột kêu nha, kêu cùng anh chít 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 chít. Tiên sư mà cái thằng la thỏ này. Nó toàn phóng lao vào người mình, khó chịu nha. Quất con bò, quất con bò. Né ra, đi mẹ mày không dính. Mình bắt chước loại chuột kêu nha, kêu cùng anh chít 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 chít. Mẹ mấy cái con arum kia nó có bay ra, nó quăng cái chiêu hai ra cái nó quét hết clip luôn. Mẹ quét nè, quét nè, quét nè, quét nè, quét quét nè, ở đó một mà... đánh ngu mà gáy 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 cho khét vô, gáy cho khét vô. Trời ơi mày mày TDT TDT chí phèo phèo bà nội mày chứ phèo. Thôi ôi gáy. Quánh thua xong bắt đầu gáy. Ôi mày mày gáy khét phết. Gáy ra gì phết. Đánh đánh thì ngu mà gáy, gáy gáy là giỏi, thiên tài của gáy. Wow! Hai đứa nó dùng hú sổ mẹ tóc biến anti phi tiêu các thứ để giết mình. Thôi mẹ mày nhục nhã nha. Kêu gót khỏe mà. Kêu gót khỏe mà. Trận này kêu gót gánh mà. Ô mà kêu gót khỏe cực. Ba lướt lao lao. Mẹ nó 91 rồi mấy ông à. Hỏi sao nó không khỏe? 91. Ba mẹ bắt làm à. Ba mẹ bắt làm ca sĩ nhưng cha là đam mê làm game thủ. Số phận nó đưa đẩy. Éo vào xem bóng đá cổ vũ đời nhà ở đấy mà chơi game. Thôi, tôi không có đam mê bóng đá ông ơi.
cân ba. Giết nó đi Thanh. Thì ra lấy đồ đi ba. Ê, con chị mày. Đi. Ê, chết. Úi trời ơi, không chết. Ok, đi ra lấy đồ đấy nha anh em nhá. Mình bắt trước loài chuột kêu nha, kêu cùng anh chip. Alo. À rồi ok. Ồ, tôi nghe được từ âm thanh đó. Ở ngoài cửa có sinh nhật gì gato flan kéo mua về ăn 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 cho vui á mà. Ủa hồi nãy ủa tính tiền hồi nãy tính tiền hết 307. Mình win nào ngay không đâu nha. Ủa lên em win rồi. Win game anh em nhé. Ừ à. Mình bắt trước loài chuột kéo nha. Đang bắt này. Khó quá em ạ. Trời ơi. Em xuống 7 rồi. Quẹt thỏ luôn em. Con thỏ hết chiêu chạy rồi. Quẹt luôn, đúng rồi em, quẹt hết đi, đúng rồi, quẹt luôn. Gạt cái đá. Win game rồi anh em à, ừ à. Selin nãy vừa treo hả? Treo là phải treo là bé thành lùn đúng không? Để vài nữa tôi treo thằng nào kêu đi mẹ lùn. Đó là treo không? Thôi ôi, thì mẹ hợp lý. Hay, định luật mới, hay, hợp lý. Thôi mẹ mày thu hồ cái. À, hiện tại mình đang ở game bên hai của game TV mọi người nhá.